Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Ngựa ô của Asian Cup 2019 là Thái Lan hay Việt Nam? Thưa quý vị và các bạn, ở mỗi giải đấu lớn luôn chờ đợi sự xuất hiện của những ngựa ô. Đội bóng sẽ mang đến những bất ngờ lớn nhất, thú vị nhất của một giải đấu. Asian Cup 2019 quy tụ tất cả các đội bóng mạnh nhất của châu Á, thế nên ngựa ô của Asian Cup đang được dự đoán rất nhiều. Truyền thông Ấn Độ nhận định Thái Lan sẽ là ngựa ô của Asian Cup 2019. Thái Lan có đủ tiềm lực để trở thành ngựa ô của Asian Cup 2019. Những chú voi chiến đã có những bước tiến dài trong bóng đá những năm qua. Tại Asian Cup 2019, Thái Lan nằm chung bảng với UAE, Bahrain và Ấn Độ. Đây là bảng đấu không hề dễ dàng cho Thái Lan khi Bahrain và UAE được nhận xét có đẳng cấp cao hơn. Nhưng Thái Lan được đánh giá là ngựa ô cũng không hề bất ngờ bởi đội bóng này thực sự đang sở hữu lực lượng khá mạnh. Bộ ba Chanathip Songkhasin, Tirasip Dangda và Thirathon Bunpathan chính là sự khác biệt của Thái Lan sau khi những cái tên này vắng mặt ở AFF Cup 2018. Trong đó, Chanathip là cái tên đáng để chờ đợi nhất khi đã có mùa bóng cực kỳ hay ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Messi Thái giành giải cầu thủ hay nhất ở giải đấu G-League khi đã chơi 31 trận và ghi 9 bàn thắng, giúp cho câu lạc bộ Sabado lọt vào top 4. Tôi rất tự hào khi được khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Mục tiêu của tôi là giúp đội ít nhất cũng vào được vòng 16 đội ở Asian Cup 2019. Mọi cầu thủ đều háo hức để được thi đấu tại giải này, Chanathip tuyên bố trước thềm Asian Cup 2019. Ngoài Thái Lan, Việt Nam cũng hứa hẹn sắm vai ngựa ô Asian Cup 2019. Mặc dù giải đấu được đánh giá là hơi quá tầm với Việt Nam, kể cả với Thái Lan, nhưng cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không hề nhỏ. Mục tiêu của huấn luyện viên Park Hang-seo là giành 4 điểm sau khi kết thúc vòng bảng. Ở bảng D, Việt Nam gặp Iraq, Iran và Yemen. Đây là những thách thức rất lớn khi cả Iraq và Iran đều rất mạnh so với Việt Nam nếu xét mức độ đội tuyển quốc gia. Trong đó, Iran là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Asian Cup. Tuy nhiên, Việt Nam có một điểm mạnh là lối chơi đoàn kết, có được sự cân bằng trong tấn công lẫn phòng thủ. Ngoài ra, bản lĩnh của tuyển Việt Nam ở sân chơi châu lục là rất lớn. Thêm nữa, đội tuyển Việt Nam có nhiều gương mặt trẻ được chờ đợi để bùng nổ ở Asian Cup 2019. Một huấn luyện viên nội của Việt Nam đã nhận định Quang Hải, Công Phượng, Phan Văn Đức, Văn Hậu là bốn cầu thủ xứng đáng được chờ đợi làm nên khác biệt cho đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019. Huấn luyện viên này cũng đặt niềm tin lớn Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng. Ngựa ô Asian Cup 2019 sẽ gọi tên Việt Nam hay Thái Lan? Hãy chờ xem và hy vọng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể làm nên những bất ngờ ở sân chơi đẳng cấp châu Á này. Và thưa quý vị và các bạn, sát thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Việt Nam là ai? Không phải Quang Hải hay Anh Đức vừa nổi đình nổi đám ở AFF Cup 2018, mà đó chính là Công Phượng. Công Phượng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Việt Nam năm 2018. Theo thống kê, Nguyễn Công Phượng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Công Phượng đã trải qua năm 2018 đáng nhớ với thành công cùng các đội tuyển của Việt Nam từ U23 đến đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, chân sút của Hoàng Gia Lai cũng là người ghi nhiều bàn thắng nhất trên mọi đấu trường. Cụ thể, trong năm 2018, tiền đạo này đã ghi tổng cộng 21 bàn thắng, trong đó anh có 12 pha lập công ở V-League và 4 bàn ở cúp quốc gia cho Hoàng Gia Lai. Tiếp đó, chân sút xứ Nghệ đã ghi 1 bàn ở giải U23 châu Á, 2 bàn ở ASEAN 2018 và 3 bàn ở AFF Cup 2018. Đứng thứ hai trong danh sách này là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Trong năm 2018, quả bóng vàng của Việt Nam 2018 đã có được 20 pha lập công. Anh ghi 9 bàn ở V-League, 1 bàn ở cúp quốc gia, 5 bàn ở giải U23 châu Á và 2 bàn ở ASEAN 2018 và cuối cùng là 3 bàn ở AFF Cup 2018. Nguyễn Tiến Linh đứng ở vị trí thứ 3 với 17 bàn. Anh là chân sút nội tốt nhất của V-League với 15 bàn. Ngoài ra, cầu thủ này đã ghi 1 bàn ở AFF Cup 2018 và 1 bàn trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Quả bóng đồng 2018, Phan Văn Đức xếp ở vị trí thứ 4 với 16 bàn, còn lão tướng Nguyễn Anh Đức, người vừa giành quả bóng bạc, xếp thứ 5 với 14 bàn. Và thưa quý vị, trận mở màn của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019 lọt vào top đáng xem nhất Asian Cup 2019. Trận ra quân ở bảng D của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Iraq vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đưa vào top 10 trận đấu hấp dẫn nhất vòng bảng Asian Cup 2019. AFC đưa ra 10 trận đấu hấp dẫn nhất để các khán giả bình chọn. Đây là những cuộc đọ sức dựa trên các tiêu chí sức mạnh, truyền thống, lực lượng và cả cơ hội đi tiếp của các đội tuyển. Theo Liên đoàn bóng đá châu Á, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq có ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng giành suất vào vòng 1/8 của cả hai đội, không chỉ là ngôi nhì bảng vì Iran quá mạnh so với phần còn lại và 90% sẽ nhất bảng, mà Việt Nam lẫn Iraq đều sẽ phải chiến đấu vì điểm số, bởi họ còn cơ hội trở thành một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đoạt vé vớt vào vòng knockout. Iraq tất nhiên được đánh giá cao hơn, nhưng sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây cũng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin nhiều hơn.
tại Asian Cup 2007, Việt Nam từng thua Iraq ở tứ kết. Iraq sau đó đã lên ngôi vô địch vì sở hữu lực lượng quá mạnh với đầu tàu là tay săn bàn Jonis Mahmoud. Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi. Iraq đã sa sút so với chính họ, trong khi Việt Nam đầy khí thế tiến lên với một thế hệ cầu thủ có khát vọng. Cách đây gần một năm, chính lứa cầu thủ của Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường lúc này đã loại Iraq ở tứ kết của giải U23 châu Á 2018, mở ra những năm thành công rực rỡ cho bóng đá Việt Nam. Cũng trong top 10 trận đấu đáng chú ý nhất vòng bảng Asian Cup 2019, một đại diện Đông Nam Á khác là Philippines cũng xuất hiện. Với màn chạm trán với Hàn Quốc, sự hiện diện của huấn luyện viên nổi tiếng Steven Goran Eriksson cùng dàn cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu giúp đội bóng này tràn đầy tự tin. Dù vậy, Hàn Quốc sẽ là một đối thủ rất đáng gờm của họ. Và thưa quý vị và các bạn, Việt Nam mơ về kỷ nguyên thống trị bóng đá Đông Nam Á. Vui mừng với chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 đã giành được trong năm 2018. Đội tuyển Việt Nam với một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng như Quang Hải, Văn Hậu hay Văn Đức sẽ còn phát triển và chơi hay hơn nữa trong tương lai. Không biết chừng sẽ có lúc đội tuyển Việt Nam thay thế Thái Lan thống trị bóng đá Đông Nam Á. Bước vào giải AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam không được các nhà chuyên môn đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Không có những chiến thắng hủy diệt với tỷ số là 7-0 như Thái Lan từng thắng Timor-Leste. Nhưng điều mà người Thái không có để làm nên thành công là sự ổn định. Trong khi Thái Lan chỉ có thể đá hay trong một số trận, thì đội tuyển Việt Nam có thể duy trì sự ổn định trong suốt cả giải đấu. Các tuyển thủ thi đấu rất gắn kết và hiểu nhau, tạo nên một khối thống nhất, phục vụ lợi ích chung cho cả đội tuyển. Cái tên ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 là lão tướng Nguyễn Anh Đức với 4 pha lập công. Tuy đã ở tuổi 33 và từng tuyên bố giã từ sự nghiệp sau AFF Cup 2014, nhưng sự trở lại của anh Đức vào cuối năm ngoái và tại giải năm nay đã góp phần không nhỏ vào thành công của đội tuyển Việt Nam. Bởi nếu muốn giành chiến thắng thì phải biết ghi bàn. Dẫu Việt Nam là đội bóng có số lượng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải, nhưng những bàn thắng đến từ những thời điểm quan trọng, tạo ra bước ngoặt của trận đấu thì không phải cầu thủ nào cũng làm được. Nếu như Công Phượng tỏa sáng, góp phần trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng bảng thì anh Đức đã để lại dấu ấn rất riêng, xứng đáng là người dẫn dắt hàng công của đội tuyển Việt Nam với những bàn thắng quan trọng vào lưới Philippines ở bán kết, cho đến bàn thắng sớm vào lưới Malaysia trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam không chỉ có những khả năng tấn công vô cùng ấn tượng, ẩn chứa độ nguy hiểm cao mà còn sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải. Xuyên suốt giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã ghi được tất cả 15 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn, 2 bàn trước Philippines và 2 bàn trước Malaysia. Có lẽ Việt Nam là đội duy nhất tại giải năm nay có được sự cân bằng hoàn hảo đến vậy. Công thủ toàn diện, duy trì được sự ổn định trong suốt cả giải đấu, nên việc giành cúp vàng AFF Cup 2018 là hoàn toàn xứng đáng với đội tuyển Việt Nam. Nhắc đến thành công này của đội nhà, người hâm mộ luôn nhớ tới những người thầy rất gần gũi với học trò của mình, mang lại cho người hâm mộ nhiều bất ngờ, cùng với những cảm xúc thăng hoa trong những ngày vừa qua. Xen lẫn những thành công ngoài mong đợi của bóng đá Việt Nam trong năm 2018, bắt đầu từ thành tích Á quân giải U23 châu Á 2018, rồi đến vị trí thứ tư chung cuộc tại ASEAN 2018, và bây giờ là cúp vàng AFF Cup 2018. Người thuyền trưởng được nhắc đến ở đây chính là huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã có được danh hiệu vô địch đầu tiên cùng bóng đá Việt Nam, người đã tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin để giúp đội tuyển Việt Nam lần lượt vượt qua các đối thủ tại AFF Cup 2018 và chiến đấu bằng niềm tự hào, trái tim luôn hướng về cả dân tộc Việt Nam để trở thành tân vương mới của bóng đá Đông Nam Á. Thành quả này của đội tuyển Việt Nam là rất đáng để tự hào, cho người hâm mộ cảm giác yên tâm, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam. Bởi chúng ta có một thế hệ trẻ đầy tài năng với những cái tên có trình độ tiệm cận châu lục như Quang Hải, Văn Hậu và Anh Đức. Thêm nữa, nếu so với cách mà người Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2014 về tổng số bàn thắng và số bàn thắng ghi được của các cầu thủ được bình chọn là hay nhất giải, thì Việt Nam tại AFF Cup 2018 đều nhìn hơn và được đánh giá hay hơn. Do vậy, người hâm mộ đều có cơ sở để mơ về một kỷ nguyên thống trị bóng đá Đông Nam Á của Việt Nam. Người hâm mộ đều có cơ sở để mơ về một kỷ nguyên thống trị Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam. Nhân vật chính xứng đáng được tôn vinh và viết nên một trang sử hào hùng của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua là huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã thổi hồn vào đội tuyển U23 Việt Nam rồi đến đội tuyển quốc gia, một lối chơi hiện đại, khoa học và phù hợp với con người thể trạng của các cầu thủ Việt Nam. Giờ đây, với cái tài điều binh khiển tướng của vị chiến lược gia đến từ Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã không còn e ngại Thái Lan nữa mà sẵn sàng thi đấu với tâm lý tự tin để giành chiến thắng và mơ về kỷ nguyên thống trị bóng đá Đông Nam Á. Và bản tin đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Trân trọng mến chào.